Trên tay mình hôm nay đang là bộ phát Wi-Fi 4G từ SIM R311 Pro. Đây là bản chạy được tất cả các SIM nhà mạng tại Việt Nam. Bộ này thì truy cập cho 32 thiết bị. Như hôm trước thì mình đã giới thiệu qua về cái bộ phát Wi-Fi 4G R311 Pro này rồi. Thì cái bộ này thì nó có rất nhiều ưu điểm và cũng như là một số cái nhược điểm hạn chế của bộ R311. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn một trong những cách khắc phục cái lỗi của bộ R311 Pro này khi mà các bạn sử dụng. Thường thường thì cái bộ R311 Pro này thì nó có những đặc điểm lỗi nổi bật sau. Thứ nhất đó là khi mà đang sử dụng thì tự dưng bị out wifi ra. Thứ hai là chạy được một thời gian thì nó bị đơ. Và khi các bạn muốn sử dụng lại thì các bạn sẽ cần phải, thứ nhất là các bạn phải phải nhổ cái điện này ra. Xong các bạn cắm lại thì nó mới chạy được. Nó chạy được 1 2 ngày thì nó lại tiếp tục nó đơ như thế. Thì dẫn tới cái tình trạng là các bạn rất là ức chế khi sử dụng. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn quý vị các khắc phục cái lỗi như vậy. Thì đây, đầu tiên là chiếc điện thoại này. Chúng ta sẽ cùng test một chiếc bộ R311 Pro. Đây là cái bộ lỗi này. Đây là chiếc hộp của sản phẩm. Mình sẽ để chiếc hộp sang một bên. Đây, mình sẽ test cái wifi của nó này. Thì hiện tại đây là cái wifi khi các bạn sử dụng lên thì các bạn sẽ tìm cái wifi của nó là R311 Pro này. Các bạn nhập mật khẩu là từ 1, 2, 3, 4, 8. Bộ này thì mật khẩu là từ 1 tới 8. Còn nhấn vào kết nối. Đây, mật khẩu của nó ngay sau lưng. Địa chỉ IP là 192.168.8.1 và cái quyền truy cập là admin, tức là admin hôm trước mình đã bảo rồi. Đây, kết nối thành công. Thì lúc đầu cái bộ này nó sử dụng rất là bị ok. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem. Đây, chạy rất là nhanh. Thì đây là web thì rất là nhanh, cũng như là truy cập clip. Nhưng mà nó chỉ cần chạy tầm khoảng từ nửa ngày thôi thì nó sẽ đơ, nó sẽ quay và nó sẽ không vào được mạng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn quý vị cách khắc phục như sau. Thì đây là bộ R311 Pro này. Để tiến hành xử lỗi thì chúng ta đầu tiên là các bạn sẽ phải nhổ điện ra. Thứ hai là các bạn tháo cái sim này ra giúp mình. Khi mà tiến hành cài đặt app Zoom thì chúng ta sẽ phải tháo cái sim này ra. Tiếp theo là các bạn sẽ phải cấp cái nguồn điện lại cho bộ R311 Pro này. Đây, để cho thiết bị khởi động lại này. Tiếp theo, để tiến hành cài đặt thì chúng ta sẽ phải cần một chiếc máy tính và một chiếc cọng dây cáp LAN. Đây là chiếc dạ cọng dây cáp LAN. Khi mà mua sản phẩm thì các bạn sẽ có một cái cọng dây cáp LAN này đi kèm. Hoặc là khi các bạn sửa ở nhà thì sẽ có một cái cọng này thì các bạn sử dụng. Một đầu các bạn cấp vào cổng này. Còn một đầu các bạn cắm trực tiếp vào máy tính. Chúng ta bắt buộc phải có máy tính nhé, để cho các bạn có thể up cái firmware nó lên. Thì chúng ta sẽ tiến hành như sau này. Sau khi chúng ta đã tháo sim này, cấp một cổng LAN một đầu này, cấp điện này, và một đầu còn lại thì chúng ta sẽ cấp vào máy tính này. Đây. Một đầu còn lại cấp vào máy tính. Thì chúng ta sẽ tiến hành thao tác trên máy tính như sau này. Đầu tiên này, các bạn đã để cho cái bộ wifi này, cái bộ trên chiếc laptop này để nó nhận cái wifi của R311 Pro. Đây, mình sẽ quay sát lại cho các bạn. Đây, hiện tại thì nó nhận cả wifi cả mạng LAN này, này. Nhưng mà hiện tại nó không có mạng tại vì mình đã rút sim nó ra rồi. Các bạn sẽ mở một cái trình duyệt Chrome hoặc cốc cốc lên. Đây, cái trình duyệt Chrome này. Thì mình sẽ nhập cái địa chỉ nó lên này, này. Cái địa chỉ của nó là 192 này. Đây, các bạn để ý này, 192.168.8.1. Các bạn nhập lên 192.168.8.1. Đây, cái địa chỉ của nó đây. Ấn vào Enter. Để truy cập vào cái quyền đăng nhập của bộ R311 Pro này thì chúng ta sẽ phải nhập ở đây. Trên này thì các bạn để ý cho mình cái ngôn ngữ hôm trước mình đã chỉ cho các bạn rồi này.
ta sẽ bấm vào cái mục này, các bạn kéo xuống, các bạn chọn về tiếng Việt để chúng ta thế này dễ thao tác. Các bạn nhập vào đây là A này, D, M, Min này. Đây, nhập đúng cái cây này, admin. Các bạn nhập vào, sau đây các bạn bấm vào đăng nhập. Các bạn bấm vào mục cài đặt. Trong cái mục cài đặt này, thì hôm trước mình đã hướng dẫn qua các bạn về cách quay thay đổi chế độ tên và mật khẩu, các bạn bấm vào mục quay LAN. Nhưng hôm nay mình sẽ không để ý thế này, các bạn sẽ kéo xuống cái mục cuối cùng, cập nhật. Trong mục cập nhật này thì các bạn sẽ tải cái tệp tin này. Đây, các bạn sẽ tải cái tệp tin này được lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn, mình sẽ để cái file có tệp tin ở bên cạnh, thì các bạn sẽ tải vào trong driver này. Đây, vào trong cái mục driver này. Các bạn sẽ sao chép cái lát là mình sẽ để cái đường link này dưới clip, thì các bạn sẽ bấm vào đấy, các bạn tải nó về. Thì hiện tại sau khi mà tải về thì mình đã được cái bản, đây là cái bản update của nó này, R31 Pro. Các bạn lưu ý này, mình để cái một góc này. Thì bây giờ mình sẽ chế lại này. Đây, các bạn bấm vào mục duyệt qua này. Các bạn tìm cái thư mục có R31 Pro, thì hiện tại mình sẽ để ở desktop này. Mình kéo sang cái mục R31 Pro nó ở đâu này. Đây rồi. Cái R31 Pro này. Wi-Fi. Các bạn ấn vào Open. Đây. Việc còn lại là các bạn ấn vào cập nhật. Và các bạn đợi cho cái máy tính này. Đây. Nó đã tải tệp tin và nâng cấp thành công này. Và khởi động lại. Không nên tắt nguồn này. Còn bấm vào mục đồng ý, để cho máy tính và chiếc modem này cài đặt. Cái quá trình này để cho đấy xong rồi. Quá trình này sau khi mà cài đặt xong thì cái wifi ở đây nó sẽ tự động nó mất đây này. Đây, cái wifi của R31 Pro nó ở đây nó mất luôn đi. Và cái kết nối LAN thì nó cũng mất luôn. Sau khi quá trình cập nhật thành công này thì các bạn sẽ nhổ cái cọng dây LAN này ra. Các bạn đợi cho thiết bị R311 Pro này nó khởi động lại. Đây, mình sẽ quay sang cái bộ này. Đây, nó đang bắt đầu khởi động lại này. Nhưng mà cái wifi ở cái mục này nó vẫn chưa lên này. Đây, các bạn để ý này. Đây, mục wifi ở này nó vẫn chưa lên này. Đây, mình chưa dùng chiếc điện thoại mình kiểm tra luôn này. Lúc này mình chưa lắp sim nhé. Hiện tại thì nó đang nâng cấp, nó đang chạy, nó đang cập nhật lại bên trong. Và cái quá trình này nó mất tầm khoảng từ 20 tới 40 giây. Nó đang lên. Trở lại. Đây, vẫn chưa thấy là R31 Pro. Các bạn sẽ đợi cho nó khởi động. Sau khi mà khởi động thành công rồi nhé, các bạn lưu ý nha, sau khi mà nó cập nhật cái firmware cái bản mới ấy, nó thành công rồi, thì khi đấy các bạn mới nhổ sim ra, à nhổ nguồn ra. Và sau khi mà chúng ta sẽ đợi bộ R31 này khởi động lại này, sau quá trình khởi động lại thành công này, thì cái wifi của nó đã hiển thị này. Đây, sau khi mà nó cập nhật thành công rồi thì cái R31 Pro này đã hiển thị rồi. Bây giờ các bạn muốn sử dụng này, thì các bạn sẽ nhổ ra, các bạn cấp lại sim cho nó, lắp đúng chiều sim này. Đấy, các bạn phải lưu ý nhé, đợi cho nó khởi động lại thành công rồi, phát ra wifi rồi, thì đấy thì các bạn mới nhổ nguồn ra và mới lắp sim sử dụng lại. Đây, lắp lại cái khay sim này. Bây giờ thì các bạn sử dụng bình thường, đợi cho thiết bị khởi động lại nữa thôi, để truy cập lại vào mạng. Sau khi mà lắp sim vào rồi, bộ R311 sau khi mà đã lắp firmware mới này, đây mình sẽ kết nối lại. Sau khi mà lắp update firmware rồi, thành công mới rồi, thành công rồi thì nó sẽ không còn hiện tượng là đơ giật hay là tự động đẩy